cậu, sắp tới cuối năm rồi nha. Bye bye. Doraemon, hay là chúng ta cùng nhau đi tìm những chiếc mới nha. Yeah. Khám phá những vùng đất bí ẩn. Đó là gì vậy bé cô? Yeah, chúng ta tìm được rồi. Lên đường thôi. Nobita và hòn đảo diệu kỳ, cuộc phiêu lưu của loài thú. Gì vậy mọi người? Và hành trình giải cứu một vương quốc. Đó chính là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội. Bắt hết chúng cho ta. Cần cậu cẩn thận đó. Đón xem Nobita và hòn đảo diệu kỳ, cuộc phiêu lưu của loài thú, phát sóng lúc 20:30 Chủ nhật ngày 9 tháng 12, chỉ có trên HTV3.